Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin tuần này của Bộ phận Kỹ thuật chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn video clip bổ sung hai chuồng chim cho khu vực ngoại cảnh của tòa nhà. Để cảnh quan xung quanh tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ luôn được trong lành và thân thiện với môi trường, tuần vừa qua, Bộ phận Kỹ thuật đã tiến hành làm mới hai chuồng chim bồ câu được đặt tại gần bể cá giữa hai tháp A và B. Hai chuồng chim bồ câu được làm từ gỗ tự nhiên. Mỗi chuồng chim gồm có 6 ngăn nhỏ màu trắng là nơi sinh sống cho những chú chim bồ câu. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip bổ sung hai chuồng chim bồ câu cho khu vực ngoại cảnh của tòa nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.